Từ một mảnh đất cằn cỗi, lạc hậu, trung bình thu nhập mỗi tháng của người dân chỉ rơi vào khoảng 250.000 đồng. Chỉ nhờ một người, ngôi làng này đã vươn lên trở thành khu nhà giàu nức tiếng cả nước. 1/4 dân được công nhận là triệu phú. Đây không phải là mẩu tin vượt khó ảo ma mà chúng ta thường xem trên bản tin truyền hình mỗi giờ cơm chiều, mà thực sự là một câu chuyện phát triển phi mã, thần kỳ của một ngôi làng tại Ấn Độ. Giữa những cánh đồng xanh mướt của bang Maharashtra, Ấn Độ, ngôi làng Hiwabaza như một viên ngọc quý tỏa sáng, thu hút sự ngưỡng mộ đến từ khắp nơi trên thế giới. Nơi đây không chỉ là ngôi làng giàu có nhất Ấn Độ mà còn là minh chứng sống cho sức mạnh của ý chí và sự đoàn kết. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu về hành trình xóa đói giảm nghèo, vươn mình phát triển mạnh mẽ của ngôi làng Hiwabaza của Ấn Độ trở thành những triệu phú nha. Trước khi bước vào video, các bạn đừng quên để lại một like và một follow để không bỏ lỡ bất kỳ video nào ra trên kênh. Còn bây giờ, vào nội dung chính rồi. Ngôi làng Hiwabaza thuộc huyện Ahmednagar, bang Maharashtra, hiện là nơi giàu nhất trong số các làng ở Ấn Độ, với thu nhập bình quân đầu người đạt 30.000 rupee, xấp xỉ 9 triệu đồng mỗi tháng. Trong số 235 gia đình hiện nay, có đến 60 gia đình là triệu phú. Thật khó tin khi biết rằng, chỉ vài thập kỷ trước, Hiwabaza từng là vùng đất khắc nghiệt, nơi người dân phải vật lộn với đói nghèo và hạn hán triền miên. Năm 1995, thu nhập bình quân mỗi người chỉ vỏn vẹn 830 rupee một tháng, là khoảng 247.000 đồng, buộc hơn 90% dân số phải rời bỏ quê hương để tìm kiếm cơ hội mưu sinh kiếm sống. Hầu hết những người trẻ tuổi rời làng khi mới 15 tuổi để tìm việc làm ở các thành phố lân cận. Việc pha chế và bán rượu bất hợp pháp trở thành nguồn thu nhập chính, dẫn đến tình trạng nghiện rượu và tội phạm tràn lan. Tiếng xấu đồn xa của ngôi làng cũng khiến cho những y bác sĩ hay là giáo viên không muốn đến đây để làm việc. Kết quả là ngôi làng thiếu cơ sở y tế, bệnh viện chính trong làng không đạt được chuẩn chất lượng, tỷ lệ biết chữ của người dân Hiwabaza chỉ đạt 30%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của quốc gia này. Tưởng chừng như nơi đây sẽ là vĩnh viễn chìm trong cảnh đói nghèo, nhưng Hiwabaza đã không đầu hàng số phận. Bên cạnh những khu chợ nhộn nhịp, những con đường sạch đẹp, những cánh đồng xanh tươi và vài ngôi nhà khang trang được trang bị đầy đủ tiện nghi, hiện đại, ngôi nhà Hiwabaza còn trở nên tuyệt vời hơn nữa bởi những quy định bao gồm cấm phóng uế, thuốc lá, phá rừng, chăn thả gia súc, uống rượu. Mỗi năm trôi qua, ngôi làng ngày càng phát triển tốt hơn và không bao giờ ngừng đi lên. Đằng sau câu chuyện đi lên từ vượt khó, vươn tới cuộc sống chủ phú, chính là hình bóng của người trưởng làng tâm huyết. Dưới sự lãnh đạo của một vị trưởng làng tận tụy, người dân nơi đây đã cùng nhau viết nên câu chuyện cổ tích giữa đời thực. Bằng những cải cách táo bạo về kinh tế, xã hội, họ đã biến những cánh đồng khô cằn thành những mảnh đất màu mỡ, mang lại cuộc sống ấm no cho mọi người. Chứng minh cho cả thế giới rằng, con người hoàn toàn có thể thay đổi số phận của mình nhờ sự chăm chỉ và quyết tâm. Để thoát khỏi cảnh nghèo khó, họ nhận ra ngôi làng thiếu một người lãnh đạo mạnh mẽ và có tầm nhìn. Năm 1989, dân làng quyết định đến gặp Popachao Pawa, người duy nhất trong làng tốt nghiệp đại học. Lúc đó Pawa cũng chuẩn bị ra đi để nhận một công việc đầy hứa hẹn, nhưng mọi người khuyên ông ở lại và trở thành Sarpanch, trưởng làng đời tiếp theo. Pawa đầu tiên không quan tâm, nhưng sự kiên trì từ mọi người đã thuyết phục ông, và câu chuyện phá kén chuyển mình của ngôi làng cũng bắt đầu từ đó. Về cơ bản, Pawa ưu tiên việc chấm dứt mối nguy hại do hút thuốc và say rượu gây ra bằng cách đóng cửa tất cả các cửa hàng rượu bất hợp pháp trong làng. Sau đó ông tuân theo lệnh cấm uống rượu và thuốc lá, giảm thiểu đáng kể tỷ lệ nghiện rượu bia, tệ nạn xã hội và tỷ lệ phạm tội ở địa phương. Đặc biệt, tỷ lệ nhiễm HIV giảm mạnh kể từ khi xét nghiệm HIV trở thành quy định bắt buộc trước khi kết hôn. Đến năm 1993, Popachao Pawa đã thành lập một trường học cho trẻ em địa phương. Chính phủ đã trợ cấp mở rộng các lớp học và giáo dục phổ thông đến chương trình học lớp 10 đã có sẵn trong làng. Nhờ vào những nỗ lực không ngừng nghỉ của Popachao, ngôi làng đã có một trường trung học, nhiều học sinh theo đuổi sự nghiệp giảng dạy hoặc các ngành kỹ thuật, tỷ lệ dân mù chữ cũng giảm đi đáng kể. Tiếp theo, vì nơi đây không thường xuyên có mưa nên cần phải có sự phân chia tích trữ và sử dụng nước hợp lý. Nhìn thấy cả ngôi làng chỉ có 2 máy bơm tay bị hỏng, phụ nữ trong làng phải đi bộ 2-3 km mỗi ngày để lấy nước. Pawa không ngần ngại tiếp cận những khoản vay chính phủ để lắp lại 2 máy bơm mới. Ông cũng đã sắp xếp một khoản vay và bắt đầu chương trình thu gom nước mưa, bảo tồn và quản lý rừng đầu nguồn trong làng. Tôi nhận ra mọi vấn đề của làng bắt nguồn từ việc thiếu nước. Do vậy chúng tôi tiết kiệm từng giọt nước mưa và xây bể ngầm ngăn không cho nước ra ngoài. Sau mỗi mùa mưa, diện tích bể ngầm tăng lên khiến mọi người cảm thấy phấn chấn hơn, Pawa nói.
Với sự giúp đỡ từ dân làng cũng như là ngân quỹ của chính quyền tiểu bang, ông đã cùng mọi người thành lập một số thủy lực, bao gồm 52 kè đất, 32 kè đá, đập chống lũ và bể lọc để chứa nước mưa. Ông thậm chí còn muốn chắc chắn rằng làng cũng cần phải trồng thêm hàng ngàn cây xanh. Kỹ thuật đầu nguồn này càng tiến bộ đã giúp cho làng tưới tiêu và thu hoạch được nhiều loại cây trồng khác nhau. Từ chỗ chỉ có 90 giếng nước vào những năm 1990, ngôi làng nhỏ bé này hiện đã có khoảng 294 chiếc giếng. Trong vòng vài năm, nghề nông đã trở lại và phát triển, trở thành nguồn thu nhập chính của người dân trong làng. Hơn nữa, làng cũng từ chối việc sử dụng các loại cây trồng cần nhiều nước, thay vào đó là họ tập trung nhiều hơn vào các loại đậu, rau, quả và hoa cần ít nước hơn để sinh trưởng. Sau khi giải quyết được vấn đề thiếu nước, nhiều người đã quay trở lại. Ông lập nhóm 2-3 gia đình thường xuyên hỗ trợ nhau, tăng cường quản lý cộng đồng và giảm thiểu chi phí thuê mướn bên ngoài. Ngoài trồng trọt, lĩnh vực chăn nuôi cũng được vị trưởng làng vĩ đại tập trung phát triển. Sản lượng sữa tăng từ 150 lít mỗi ngày giữa những năm 90 đến 4.000 lít mỗi ngày hồi năm 2015. Trong giai đoạn năm 2005 đến năm 2006, nông nghiệp mang về cho ngôi làng này nguồn thu 24,8 triệu rupee, là hơn 7,3 tỷ đồng. Đến đây con số chắc chắn sẽ đã cao hơn rất nhiều. Mùa màng bắt đầu trở về trên mảnh đất, chúng tôi có đồ ăn và nước uống, tất cả giống như phép màu vậy, một nông dân địa phương cho biết. Ở năm 1995, trong số 182 gia đình sống trong làng, có 168 gia đình nằm trong danh sách những hộ gia đình dưới mức nghèo đói. Hiện tại con số ấy bằng 0. Nhà nào cũng có nhà vệ sinh, trường học và hệ thống y tế được xây dựng, điện và nước chạy khắp làng. Bên cạnh đó, mọi chi phí về giáo dục đều do chính ngôi làng này tự chi trả. Làng Hiwe Baza còn là một khu vực sạch sẽ, không có muỗi. Thậm chí nơi đây còn có một thử thách, mở thưởng 1.000 rupee cho bất kỳ ai tìm thấy muỗi. Người dân trong làng hầu hết đều có ý thức giữ gìn cảnh quan công cộng. Cộng đồng dân cư cũng cực kỳ văn minh và tiến bộ. Được biết, chính phủ Maharashtra đã giao tranh hiệu ngôi làng lý tưởng cho Hiwe Baza. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã vinh danh những thành tựu xuất sắc của trưởng làng cũng như người dân nơi đây. Vị trưởng làng mẫu mực Pupachapawa thậm chí được bổ nhiệm làm chủ tịch của chương trình làng kiểu mẫu ở Maharashtra. Câu chuyện ở Hiwe Baza là nguồn cảm hứng bất tận, nhắc nhở chúng ta rằng không có nghịch cảnh nào là không thể vượt qua. Bằng sự chăm chỉ, quyết tâm và tinh thần đoàn kết, con người hoàn toàn có thể thay đổi số phận của mình, biến những giấc mơ thành hiện thực. Dù mức thu nhập trung bình khoảng 10 triệu một tháng có thể không là gì tại Việt Nam, nhưng trong một xã hội phân hóa giàu nghèo khủng khiếp như Ấn Độ, cả một ngôi làng sở hữu thu nhập như vậy là điều cực kỳ đáng nể. Hơn hết, sự thay da đổi thịt của làng Hiwe Baza chính là một tấm gương để nhiều nơi học hỏi. Và đó là toàn bộ câu chuyện vừa lên chính mình thần kỳ của ngôi làng giàu có nhất Ấn Độ. Còn bạn biết thêm thông tin gì về ngôi làng này hay không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận để chúng ta cùng bàn luận nha. Và đừng quên để lại một like và một follow cho ekip của tụi mình để đón chờ những video mới nhất ra trên kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.